Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Bão Siamba có thể đổ bộ trực diện vào Tây Quảng Đông, hơn 50 cảnh báo bão có hiệu lực. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, ngày hôm nay vào lúc 8 giờ, bão Siamba, bão nhiệt đới mạnh đã cách khoảng 250 km về phía đông nam thuộc thành phố Trạng Giang thuộc tỉnh Quảng Đông. Tính đến 8 giờ 38 phút ngày hôm nay, tổng số 51 tín hiệu cảnh báo bão đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Theo các quy định liên quan của kế hoạch khẩn cấp phòng chống lụt bão, hạn hán, gió và sương giá tỉnh Quảng Đông, Sở Chỉ huy phòng chống lụt bão, hạn hán tỉnh Quảng Đông đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp cấp 4 lên cấp 3 lúc 12 giờ ngày hôm qua. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, do ảnh hưởng của hoàn lưu ngoại vi Siamba, từ hôm qua đến rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa rào rông rải rác, có nơi mưa to đến rất to cục bộ. Theo quan trắc khí tượng thủy văn, từ 8 giờ hôm qua đến 8 giờ hôm nay, một thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có mưa to trên 100mm, 33 thị trấn, phố, phường ghi nhận mưa to từ 50mm đến 100mm. Phố Yanjiang ở Shanghai, khu phát triển ở Hoàng Hải ghi nhận lượng mưa tối đa là 118,3mm. Theo phân tích của Cục Khí tượng Quảng Đông, bão Siamba sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 km đến 20 km một giờ, có xu hướng tiến vào mặt biển phía Tây của tỉnh và cường độ sẽ tiếp tục mạnh lên. Nó có nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Giang Môn và Trạm Giang trong ngày hôm nay. Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông dự báo do ảnh hưởng của bão Siamba từ hôm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở các thành phố, quận ở phía Tây Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang. Ngày 4 sẽ có mưa suy yếu và sẽ có mưa vừa đến mưa to ở một số thành phố và quận ở phía Tây Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang. Các chuyên gia khí tượng cho rằng bão Siamba sẽ gây gió mạnh và mưa rông cho tỉnh, cần quan tâm đến công tác quốc phòng liên quan. Trong đó, tàu thuyền đi qua và người khai thác xa bờ nên về cảng kịp thời trú gió. Các dự án du lịch biển đảo cần đóng cửa kịp thời. Các quận, huyện, ven biển cần chú ý phòng tránh thiên tai như lán xưởng, nhà tạm. Các công trình biển quảng cáo ngoài trời, cây đổ do gió mạnh trong thời gian ngắn cũng cần đề phòng ngập úng ở đô thị và nông thôn. Lũ quét núi, lở, sạt lở đất và các thảm họa khác do mưa lớn gây ra. Bão Siamba sẽ ảnh hưởng đến miền Nam và miền Bắc Trung Quốc và có lượng mưa mạnh. Theo trang web của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, từ hôm nay đến ngày mai do ảnh hưởng của bão Siamba và hoàn lưu ngoại vi của nó đã có mưa và gió tương đối lớn ở miền Nam Trung Quốc và miền Nam vùng biển Quảng Tây và miền Tây Quảng Đông. Ngoài ra, tại khu vực phía Bắc sẽ xuất hiện quá trình mưa mạnh. Bão Siamba sẽ ảnh hưởng đến miền Nam Trung Quốc. Từ hôm nay đến ngày mai, do ảnh hưởng của bão Siamba và hoàn lưu ngoại vi, ở Nam Bộ và vùng biển phía Nam nước ta sẽ có mưa và gió tương đối to. Vùng biển phía Nam nước ta có mưa to đến rất to. Ở Quảng Tây, Tây Quảng Đông sẽ có mưa to đến rất to. Bờ biển và đảo Hải Nam, khu vực có mưa to hoặc mưa rất to. Từ ngày 4 đến ngày 6, do hệ thống hoàn lưu vùng áp thấp duy trì hoạt động, sẽ có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở các nơi Quảng Tây, Đông Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và các nơi khác. Tâm bão số 3 năm nay Siamba, cấp bão nhiệt đới mạnh ở vào hồi 5 giờ sáng nay, cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 170 km về phía đông nam, trên vùng biển Tây Bắc của Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm có 11 cấp, 30 m trên giây, áp suất cực tiểu vùng trung tâm là 975 HPA và vòng gió mạnh cấp 10 có bán kính 80 km. Dự kiến Siamba sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Cường độ cũng sẽ tăng lên, sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Dương Giang đến Lôi Châu ở Quảng Đông từ trưa đến tối hôm nay. Nhiều khả năng khu vực đổ bộ là Dien Bai, Quảng Đông, Trạm Giang, cấp bão nhiệt đới mạnh hoặc cấp bão cấp 11, 12, 30 đến 33 m trên giây. Chịu ảnh hưởng của nó từ 8 giờ sáng nay đến 8 giờ sáng mai có gió giật mạnh cấp 6, 8. Một số vùng biển hoặc vùng có gió cấp 9, 10, các vùng biển lân cận hoặc vùng tâm bão. Đi qua, có gió có thể giật cấp 11, 12, gió giật cấp 13, 15. Có mưa to đến rất to ở hầu hết các tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến và các nơi khác.
Từ ngày 6 đến ngày 8 có nơi mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở hầu hết các khu vực Đông Bắc Bộ và Đông Bắc Nội Mông, mưa đá đối lưu mạnh ở các khu vực trung tâm phía Đông Bắc Bộ, vùng đất. Khoảng ngày 10 sẽ có quá trình mưa ở Hoàng Hoài, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác. Dự báo cụ thể trong 3 ngày tới, từ 8 giờ sáng nay đến 8 giờ sáng mai, Bắc Thiểm Tây, Trung và Bắc Sơn Tây, Tây và Bắc Hà Nam, Bắc Liêu Ninh, Trung Cát Lâm, Nam Hắc Long Giang, Đông và Nam Lưu Vực Tứ Xuyên, Nam Hồ Bắc, Bắc và Nam Hồ Nam và Đông Nam Phúc Kiến có mưa to đến rất to ở hầu hết miền Nam Trung Quốc, đảo Đài Loan và các nơi khác. Mưa to cục bộ ở Đông Nam Quảng Tây, Tây Nam đảo Hải Nam và các nơi khác. Mưa rất to từ 250 đến 300mm, có gió giật từ cấp 4 đến cấp 6 trở lên ở các khu vực phía Nam lưu vực Tân Cương, bờ biển Nam Trung Quốc và bờ biển đảo Hải Nam. Từ 8 giờ ngày mai đến 8 giờ ngày kia, hầu hết Bắc Kinh, hầu hết Thiên Tân, Trung và Nam Hà Bắc, Bắc Hà Nam, Bắc Hắc Long Giang, Tây và Nam Hồ Nam, hầu hết các vùng ven biển Quảng Tây, Tây và Nam Quảng Đông, Bắc đảo Hải Nam và các nơi khác có mưa to đến rất to ở một số khu vực, trong đó có nơi mưa to đến rất to ở các khu vực phía Đông Quảng Tây, phía Đông và Nam Quảng Tây và các nơi khác. Mưa to cục bộ 250 đến 260mm ở phía Đông Quảng Tây và các nơi khác. Các khu vực phía Đông Tân Cương, Đông Nam Quảng Tây và vùng ven biển phía Đông và Tây Quảng Tây có gió từ cấp 5-6 trở lên. Từ 8 giờ ngày 4 tháng 7 đến 8 giờ ngày 5 có mưa to đến rất to ở các khu vực Đông Bắc Nội Mông, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Quảng Tây, Đông Quý Châu, Trung và Tây Hồ Nam, Đông Nam Trùng Khánh, Tây Nam Hồ Bắc và Nam đảo Đài Loan. Trong số đó có mưa bão lớn 100-220mm cục bộ ở phía Tây Hồ Nam và Bắc Quảng Tây và các khu vực phía Nam lưu vực Tân Cương. Bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, vận tốc từ 15-20km/h trong ngày và đêm nay. Sau khi tiến vào đất liền Trung Quốc ngày 3 tháng 7, hình thái này giảm vận tốc rồi suy yếu dần. Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó, không để bị động bất ngờ. Bão số 1 đã đạt cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão có thể gây gió mạnh, sóng lớn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, kết hợp với chiều cường gây ngập úng ở ven biển. Đồng thời, tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp. Đây là cơn bão đầu mùa, diễn biến của bão còn phức tạp. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ. Giao một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện nhất là tàu du lịch. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Rà soát phương án, sẵn sàng, sơ tán, di rời dân cư để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản. Trong các nhà không đảm bảo an toàn tại khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét. Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chống úng ngập tại các đô thị, khu dân cư. Triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều hồ đập, nhất là các tuyến đê biển, đê cửa sông xung yếu, vận hành hiệu quả các hồ chứa bảo đảm an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Rà soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng vật tư, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.